ngầu quá. Đồ ăn đã. Ngát đầu mồm ta. Thì ba ngáp bố không biết. Bố mình chợ ăn cái đầu con nó không có bị nhớt. Ngon ngon. Ra nó ra nhanh lắm, hay là nó cũng ra hay. Hơi ba ngà là ra một mớ rồi. Thế nên mình sẽ luộc cho mắm cá, hoặc là chấm chô. Có sẵn hết rồi. Ừ, là nồi là quất là đó. Quá rồi. Ở dưới có mồng tơi nè. Nhà mồng tơi nã ngát trước, mồng tơi trồng nhiều. Rọ heo. Đột rọ heo. Với cây thuốc nút. À mà đất nữa. Mình đi hết mẹ đất ha. Quế xung quanh là hoa. Hoa lửa. Rồi hoa. Hoa. Hơi bác sư tập hoa. Vì trồng tới tuần mấy. Hoa hoa. Hoa. Ô mình thấy mẹ đất đi. Mà đề rộng màu chứ. Mẹ đất mà hết bữa rồi bây giờ đó. Nó lây nữa này xinh á. Nó lâu mình ăn nó mới ngon. Lây nâu nâu là mình lo mình hết đi.
kết rồi mình nó lớn quá thì mình để cái hộp nó rộng xuống. Nó rộng xuống mình nè. Mình nó mặc lên cái khớp. Non mà mình cứ hết mình ai hết. Nó cũng chưa bệnh á. Chung là tốt, là sạch. Mày rắc, mày rắc, mày quế, mày rắc, mày cua, tao rồi cua, tao ngó, ơi, ơi, mẹ cứu, mẹ cứu rồi, nhưng mà mẹ cứu nó đáng lắm, ai không nổi à. Nhưng từ giờ không thích ăn á. Cái gì vậy? Cho lại. Còn đằng sau bàn tay nhiều lắm. Mà hình bơ hết bơ bơ hết kia. Ăn gì mà cho hết. Cái uống sữa. Rau nó mặc tức không mấy. Đu đủ. Ê, đu đủ ra bông rồi. Có trớm nè, thì rồi bổ cho nó ngỏ mất tức mất cái đàn. Ô giờ nó trùm lại nè, giờ nứt ra một khóc. Rửa rau ngon quá đi, thích ăn rau luộc cũng thích ăn hết. Mà mồng tay nhiều quá này ấy.